Vẫn mãi một tình yêu với nước Nga, đó là tình cảm, là tâm sự mà chúng ta có thể cảm nhận và nghe được ở bất kỳ một người Việt nào từng học, từng sống ở Nga. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, 7 tháng 11 năm 1917, 7 tháng 11 năm 2017, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe những tâm sự và tình cảm của họ về nước Nga, quê hương của cách mạng tháng 10. Mùa thu nước Nga với sắc vàng rực rỡ và mênh mang của những rừng cây lá phong, rừng bạch dương đẹp đến nao lòng. Kiệt tác nghệ thuật quảng trường đỏ uy nghiêm sừng sững cùng năm tháng. Dòng sông Moscow êm đềm đầy thi vị, đặc biệt là những con người Nga chân thành, đôn hậu. Những hình ảnh này mỗi lần xuất hiện lại khiến trái tim của biết bao thế hệ người Việt Nam đã từng sinh sống, học tập tại nước Nga xốn sang bồi hồi. Đã 30 năm dưới nước Nga thân yêu, nhưng với chị Nghiêm Thanh Hải, một cựu sinh viên tiếng Nga, những ký ức về một nước Nga tuyệt đẹp vẫn luôn dành trọn trong tâm trí. Từng chiếc lá phong, từng con búp bê Nga truyền thống, từng món đồ được nâng niu trân quý, những cảm xúc dạt dào về một thời tuổi trẻ sôi nổi được gắn bó với đất nước, con người Nga lại ùa về. Mỗi khi nhắc đến Nga là một cái cảm xúc gì đó rất đỗi thân thương, nó luôn luôn trào dâng của mỗi người, trong mỗi người chúng tôi. Thế và thực sự đối với riêng tôi, cái góc Nga nó luôn luôn hiện hữu và tôi trân trọng nó. Tôi đi đến đâu tôi cũng mang theo những kỷ vật từ hồi sinh viên. Những cựu học sinh Nga mỗi lần gặp gỡ lại cùng mời nhau thưởng thức nhâm nhi bánh mì đen, một món ăn đặc trưng mà tất cả những người từng đặt chân đến xứ sở Bạch Dương đều gắn bó. 30 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh thiên nhiên nước Nga hùng vĩ, đẹp như bức tranh muôn màu, những tình cảm ấm áp của người dân Nga đôn hậu thì luôn còn mãi trong tâm hồn, trái tim của những người con Việt Nam từng được đất nước Nga bao bọc. Chưa bao giờ xa gia đình cả, bước chân sang đấy thì nhớ nhà vô cùng. Mà cảm thấy là mình không có yên tâm mà học thì các thầy cô cũng biết là tâm lý. Và cô giáo chủ nhiệm lớp tôi hồi đó là cô Ala Arkhangelskaya, cô cũng trẻ, cũng là sinh viên mới ra trường thôi đi dạy, mà cô ấy cũng quan tâm lắm và cũng hỏi han động viên, thế và cũng tâm sự với chúng tôi rất là nhiều. Tôi đi mua thức ăn bằng tem phiếu và khi trở về thì cái con đường nó vô cùng là lầy lội, nó đầy bùn và nước của tuyết tan ra. Có một bà người Nga cũng già rồi, chiếc khăn nó cũng như là giống như khăn mỏ quạ của nhà mình sụp xuống đầu, thế và vẫy tôi lại. Thế thì tôi cũng nghĩ là bà có định hỏi han gì, thế nhưng mà đến khi quay lại thì bà lại đứng dạng cái chân ở như là mình đặt những cái viên gạch ở nhà mình ấy. Và bà nói với tôi là hãy dẫm lên chân của bà để đi qua bên đường. Những ước mơ hoài bão tốt đẹp mà nước Nga đã nuôi dưỡng, dìu dắt và vun đắp cho nhiều thế hệ du học sinh Việt Nam về xây dựng đất nước, tình hữu nghị thắm thiết giữa một thời Liên bang Xô Viết và nước Nga hiện tại với đất nước Việt Nam. Thì rõ ràng là chúng ta gắn bó với đất nước Nga không chỉ bằng những kỷ niệm, mà rõ ràng là trên thực tế thì chính người Nga và nhân dân Nga đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo của Việt Nam, cũng như là rất là nhiều những cái người con ưu tú của Việt Nam để mà hiện nay đã và đang tích cực tham gia vào cái công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nước Nga ngày nay và nước Nga Xô Viết trước kia có nhiều khác nhau. Nhưng với những người đã từng học tập, sinh sống tại nước Nga, một phần trái tim của họ đã thuộc về nơi này. Nước Nga vĩ đại mãi mãi là những kỷ niệm nơi họ đã gắn bó một phần tuổi trẻ đầy hoài bão và đam mê. Và họ luôn giữ một tình yêu thủy chung, tình yêu nước Nga.